Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vu Cửu, biên dịch và diễn đọc trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Chỉ là tiếng kêu thảm thiết bên ngoài kia, nghe được liền làm người hai chân phát run. Càng đừng nói tiếng rít của những thổ phỉ đó càng ngày càng gần. Thực mau, khu vực rất gần bên ngoài xe ngựa truyền đến thanh âm đánh giết. Tức khắc, mọi người trong xe ngựa cả người phát run. Lâm Hiểu Phong ôm Vượng Tài đứng ở bên cạnh thương đội, nhìn cảnh tượng trước mắt. Vượng Tài ở trong lồng ngực hắn hỏi: "Này, ngươi đều không ra tay sao?" Lâm Hiểu Phong tùy tay giết chết một thổ phỉ không có mắt muốn giết hắn. Sau đó nhàn nhạt nói: "Không phải ngươi đã sớm thấy lão vương bát đản kia không vừa mắt sao? Để cho những thổ phỉ đó thuận tay giết hắn, dọc theo đường đi chúng ta cũng có thể thanh tịnh một chút." Vượng Tài nói: "Ngươi thôi đi, ngươi xem tên viêm diệt kia đều liều chết muốn bảo hộ Cửu Cửu Tường kia. Nhìn dáng vẻ này, người ta thật đúng là rất quan trọng. Vẫn là đừng để cho hắn tùy tiện chết ở trong tay thổ phỉ, miễn cho lại đối đầu với tên Cửu Trùng kia." Lâm Hiểu Phong nở nụ cười: "Được rồi, xem náo nhiệt rồi nói." Bên ngoài xe ngựa chỉ có 50 người. Nói thật, đó đều là nhất đẳng nhất tinh nhuệ. Nếu là chính diện ở trên chiến trường, chỉ giờ 300 người này thật đúng là không phải đối thủ của 50 người đó. Rốt cuộc bọn họ đã trải qua huấn luyện, còn có thể phối hợp ăn ý lẫn nhau. Đáng tiếc đây không phải là ở trên chiến trường. Bọn họ bị gắt gao bám trụ. Mười mấy thủ vệ ở bên cạnh xe ngựa bởi quá bị rất nhiều thổ phỉ tràn tới giết sạch. Cửu Cửu Tường cả người run rẩy, những nữ quyến đó càng là bị thanh âm bên ngoài dọa cho khóc thét lên. Cửu Cửu Tường rất muốn mở ra cửa sổ xe ngựa nhìn xem tình huống bên ngoài, nhưng hắn lại không dám. Hắn chỉ muốn tránh ở bên trong xe ngựa. Hắn nhìn lối vào xe ngựa, muốn thấy cảnh tượng viêm diệt đi vào, nói thổ phỉ đã toàn bộ bị tiêu diệt. Cửu Cửu Tường cũng không khỏi cảm thấy hối hận. Mẹ nó, chính mình vốn chỉ là thợ may vá, thời điểm trước kia khổ cực đều đã từng ngủ ở ngoài đường, vậy mà giờ chính mình một hai không chịu ngủ trong lều trại. Nếu như hai trại ở nơi khó thủ dễ công trước đó, sợ rằng cũng không có nhiều phiền phức như vậy. Bỗng nhiên lối vào thùng xe ngựa có người đi đến. Cửu Cửu Tường vội vàng nhìn lại, nhưng tiến vào lại không phải là viêm diệt mà hắn mong chờ, mà là một thổ phỉ đầu hổ thân người, toàn thân đầy máu tươi. Người bên ngoài trên cơ bản đã bị hàng phục, chưa bỏ những người tử chiến không hàng, trên cơ bản đều bị bắt sống. Đây cũng là thói quen của đám thổ phỉ đó. Người bị giết rồi, vậy thì không còn giá trị. Người tồn tại, coi như nô lệ bán đi cũng không tồi. Huống chi những người bên ngoài này, thể trạng mỗi người đều không tồi, đều là chiến sĩ nhất đẳng. Như vậy càng có thể bán được giá tốt. Hổ Thành như một đám gia quyến mỹ lệ bên trong xe ngựa cùng với một lão nhân liền hỏi: "Lão nhân, bảo bối đâu?" Lời này hỏi đến khiến cho Cửu Cửu Tường có chút không thể hiểu được. Bảo bối cái gì? Hổ Thành thấy phản ứng của gia hỏa này liền nói: "Mẹ nó, người tốt nhất thành thật một chút cho ta. Nếu không có bảo bối, chẳng lẽ bên ngoài nhiều tinh anh như vậy là chuyên môn bảo hộ các ngươi sao?" Cửu Cửu Tường vội vàng gật đầu: "Đại nhân, không sai. Con trai ta là Cửu Trùng, là cao thủ mà Bạch Thạch đại nhân mời tới. Thực lực cũng đã đạt tới yêu khí màu xanh lục trung kỳ. Nơi này đều là gia quyến của con trai ta. Vì đại nhân này, chỉ cần ngài buông tha một nhà chúng ta, quay đầu lại tất có cảm tạ." Hổ Thành hít ngược một hơi khí lạnh. Mẹ nó, chơi lớn rồi. Sau khi hắn nhìn thấy phản ứng của Cửu Cửu Tường, liền cũng minh bạch, hình như thật sự không có bảo bối. Rốt cuộc trên mặt lão nhân này hiển nhiên căn bản không có chút ngụy trang chút nào, mà bên ngoài hơn trăm cao thủ tinh nhuệ, hơn nữa ban đầu còn có một cao thủ yêu khí màu xanh lục kia. Nhóm người hộ vệ này chính là cái gì? Lúc này lão nhân kia đã đưa ra đáp án: người nhà Cửu Trùng. Thủ hạ của Hổ Thành tuy rằng có 500 người,
nhưng cũng chỉ xem như một cỗ thế lực nhỏ. Đối với cách cục biến hóa trong yêu vực cũng là có điều nghe thấy. Mà bên trong yêu vực, yêu quái có yêu khí màu xanh lục cũng chỉ có số lượng không nhiều. Yêu quái có yêu khí màu xanh lục trung kỳ càng là đếm được trên đầu ngón tay. Trong đó Kiều Trùng chính là một người. Trên mặt Hổ Thành tức khắc lộ ra tươi cười. Lão gia tử, ngài thật là người nhà của Kiều Trùng sao? Không sai, không sai. Khiêu Kiều Tường vội vàng gật đầu. Nhìn thấy trên mặt Hổ Thành lộ ra tươi cười, còn tưởng rằng gia hỏa này sợ, hắn lại lộ ra tính cách phía trước kia, liền nói: chỉ cần ngươi không giết ta, về sau ta làm chủ, để cho ngươi đi theo con trai ta kiếm lấy một chức quan. Nếu thật là người nhà của Kiều Trùng, như vậy ta thật sự chỉ có thể đưa các ngươi xuống Hoàng Tuyền. Trên mặt Hổ Thành lộ ra biểu tình lạnh băng. Nếu là người bình thường, thậm chí là người có một ít thế lực, hắn đều có thể bắt coi như con tin, muốn lấy một ít chỗ tốt. Thế nhưng loại cấp bậc cao thủ như Kiều Trùng này sẽ thỏa hiệp sao? Hổ Thành rất là khó chịu. Lúc này xảy ra việc như vậy, chỉ có thể đem toàn bộ đám người nhà này giết sạch. Hơn nữa ngay cả hơn 100 tinh nhuệ bên ngoài kia, thậm chí là cao thủ có yêu khí màu xanh lục lúc ban đầu kia, đều phải nghĩ cách giết chết. Nếu không để lộ tin tức, hắn tuyệt đối không sống được. Liền tính là sau khi giết chết toàn bộ bọn họ, thế lực thổ phỉ này của chính mình, hắn cũng không thể tiếp tục ở lại nữa. Thủ hạ của hắn nhân số đông đảo, không chừng liền sẽ có người bán đứng chính mình. Chính mình về sau cũng chỉ có thể lưu lạc khắp nơi. Nghĩ vậy, Hổ Thành có một loại cảm giác không thể lý giải. Mẹ nó, chính mình phấn đấu như vậy, liền bởi vì một lần đã đến ván sát này, tất cả thế lực đều bị hủy hoại. Chẳng qua Hổ Thành cũng có thể tự an ủi chính mình. Từ thời điểm ban đầu hắn làm thổ phỉ, cũng không nghĩ tới muốn đem công việc này làm cả đời. Tục ngữ nói rất đúng, thường đi bộ ở bờ sông, làm sao có thể không ướt giày. Chính mình tích góp nhiều tiền như vậy, nửa đời sau là một người giàu cũng không tồi. Hắn phục hồi lại tinh thần, trước mắt bước đầu tiên đó là phải đem những người này mau chóng giết chết. Hắn cầm thanh đao đi lên trước, thấy người này muốn xuống tay đối với chính mình, Kiều Kiều Tường bị dọa đến cả người nhũn ra, thậm chí nước tiểu đã xón ra ngoài. Không, đừng giết ta, đừng giết ta. Con trai ta có thể cho ngươi tiền, cho ngươi quyền thế, hắn thực hiếu thuận. Người giết ta, hắn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hổ Thành cười lạnh. Cho ta tiền, quyền thế, ta buông tha người, chỉ sợ lập tức phải đi tìm chết. Hắn nâng đao lên, hướng về phía Kiều Kiều Tường liền bộ tới. Lúc này trong ánh mắt của Hổ Thành, thậm chí đã dự kiến hình ảnh Kiều Kiều Tường bị chính mình chém thành hai đoạn. Đang một tiếng, thanh âm kim loại va chạm vang lên, một thanh đao đỏ như máu chặn thanh đao trong tay hắn. Người nào? Hổ Thành nhìn qua nói. Lâm Hiểu Phong một tay cầm yêu đao, liền nói: tuy rằng ta thấy lão già này rất khó chịu, nhưng cũng không thể để cho người giết hắn. Kiều Kiều Tường vừa rồi thiếu chút nữa đều bị dọa cho ngất xỉu đi. Nhìn thấy thanh đao gào thét hướng đến chính mình, hắn cho rằng chính mình lúc này đây là chết chắc rồi. Không nghĩ tới tại thời điểm mấu chốt, Lâm Hiểu Phong vậy mà đã xuất hiện chặn lại. Lâm đại nhân, Lâm đại nhân, ngài chính là cha mẹ tái sinh của ta, cứu ta, cứu ta với. Kiều Kiều Tường ôm chặt đùi của Lâm Hiểu Phong, kêu khóc chỉ vào Hổ Thành nói: hắn muốn giết ta, hắn muốn giết ta. Lâm Hiểu Phong nói: cút ngay, ta không muốn chiếm tiện nghi của con trai ngươi. Kiều Kiều Tường có cái dạng này, thật khó tưởng tượng được con hắn có thể là cao thủ như vậy. Rốt cuộc có một câu nói rất đúng, cha nào con nấy. Hổ Thành nhìn thấy Lâm Hiểu Phong ngăn trở thanh đao trong tay mình, trong lòng càng thêm vô cùng khiếp sợ. Vừa rồi bên ngoài đã có một cường giả yêu khí màu xanh lục, hiện tại xuất hiện người này, thậm chí cho hắn cảm giác so với cường giả có yêu khí màu xanh lục bên ngoài kia càng thêm lợi hại. Rốt cuộc thời điểm Lâm Hiểu Phong xông tới ngăn trở thanh đao của hắn, thế nhưng hắn lại không hề phát hiện. Cho đến khi thanh đao bị Lâm Hiểu Phong chặn lại, lúc này mới phản ứng lại. Hổ Thành là người thực quyết đoán, cũng không có tiếp tục muốn đấu cùng với Lâm Hiểu Phong, ngược lại đem thanh đao ném ở trên mặt đất, đối với Lâm Hiểu Phong nói: vị đại nhân này, ta có mắt không thấy Thái Sơn, còn hy vọng ngài không lấy làm phiền lòng, đã có nhiều đắc tội.
Lâm Hiểu Phong nhìn Hồ Thành cũng không nói câu nào. Hồ Thành hít sâu một hơi, lúc này thế nhưng cầm lấy thanh đao, đem cánh tay trái chặt bỏ. Máu tươi ào ào từ vị trí cụt tay chảy ra, đau đớn khiến cho Hồ Thành hít ngược một hơi khí lạnh. Bên trong xe ngựa xa hoa, Cưu Cửu Tường cùng với một đám gia quyến kia đã khi nào xem qua cảnh tượng như vậy, một đám bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Mang theo người của ngươi, chính mình đi đi. Lâm Hiểu Phong nhìn Hồ Thành nói. Đa tạ. Trên mặt Hồ Thành toát ra thần sắc vui sướng. Cưu Cửu Tường lại cảm thấy bất mãn, hắn vội vàng đứng lên. Không thể buông tha cho hắn như vậy, hắn đã tập kích chúng ta. Hồ Thành đứng ở tại chỗ, sắc mặt xanh mét, lại cũng không dám nói thêm cái gì. Lâm Hiểu Phong quay đầu nhìn Cưu Cửu Tường nói. Không biết Cửu lão có cái gì chỉ giáo. Cưu Cửu Tường nghiến răng nghiến lợi nói. Đem một đám gia quyến chúng ta dọa thành như vậy, nào có thể chặt đứt một cánh tay liền dễ dàng rời đi như vậy, cần thiết phải lấy mạng hoàn lại. Đem gia quyến dọa đến như vậy chỉ là thứ yếu, chủ yếu là chính mình lúc ấy đã bị dọa đến mức tè cả ra quần. Vừa rồi ở bên cạnh sinh tử, hắn đương nhiên không có nghĩ nhiều, nhưng giờ phút này phía mình đã chiếm thế, Cưu Cửu Tường hắn làm sao có thể dễ dàng buông tha. Lâm Hiểu Phong nhịn không được vỗ tay nói. Không tồi, Cửu lão nói cũng có lý. Hồ Thành đứng ở tại chỗ cũng không dám lộn xộn hoặc nói thêm cái gì. Lâm Hiểu Phong đối với Cửu Cửu Tường nói. Một khi Cửu lão đã căm hận đám thổ phỉ này như vậy, liền tự mình động thủ giết hắn đi. Khóe miệng của Cửu Cửu Tường co giật vài cái. Mẹ nó, nếu chính mình có bản lĩnh giết chết được thổ phỉ trước mắt này, phía trước làm gì đến mức độ thảm hại thế kia. Người... Cưu Cửu Tường hé miệng muốn nói cái gì đó. Hồ Thành nói. Đa tạ. Nói xong, Hồ Thành nhảy xuống xe. Bên ngoài còn ở bên trong chiến đấu kịch liệt. Hồ Thành gào thét một tiếng, lên ngựa, mang theo người của mình liền vội vàng rút lui. Nhìn đám thủ phỉ đó chạy trốn, Viêm Diệt cũng không có đuổi theo. Sau khi hắn nhìn thấy Hồ Thành tiến vào xe ngựa, Lâm Hiểu Phong cũng đi vào. Trong lòng biết Cửu lão thái gia bọn họ cũng không xảy ra vấn đề gì, cho nên hắn cũng không đi ra ngoài đuổi giết. Rốt cuộc nhiệm vụ của hắn là bảo vệ tốt Cưu Cửu Tường, mà không phải là đánh giết thổ phỉ đó. Viêm Diệt sắc mặt nghiêm túc trở lại bên trong thương đội, hắn đưa ra mệnh lệnh. Cứu trị người bệnh, đem thi thể vùi lấp, sắp xếp lại một chút nhân số thương vong. Một đám thủ hạ y theo mệnh lệnh của hắn hành sự. Viêm Diệt tiến vào bên trong thùng xe. Thời điểm hắn đi vào, Cưu Cửu Tường đã khôi phục lại bộ dáng kiêu căng ngạo mạn phía trước. Bất quá đám nữ quyến lại vẫn bị dọa đến không nhẹ. Cửu lão gia, ngài không có việc gì chứ? Viêm Diệt mở miệng hỏi. Cưu Cửu Tường vẫy vẫy tay. Kẻ hèn thổ phỉ, làm sao có thể làm gì được ta? Bất quá bằng hữu của ngươi rất có vấn đề, rõ ràng có thể giết chết tên thổ phỉ kia, thế nhưng muốn thả chạy thổ phỉ. Quay đầu lại, chờ tới Lâm Thủy Thanh rồi, ta gặp được Bạch Thạch đại nhân, cần phải cáo trạng hắn, ta hoài nghi hắn cấu kết thổ phỉ. Viêm Diệt liếc mắt nhìn Lâm Hiểu Phong một cái. Lâm Hiểu Phong mặt không biểu tình đứng ở tại chỗ. Viêm Diệt giải thích. Bằng hữu của tôi là tới từ Dương Gian, sao có thể đi làm sự tình cấu kết thổ phỉ? Cưu Cửu Tường hư lạnh. Tới từ Dương Gian, vì sao liền không thể cấu kết thổ phỉ? Quay đầu lại ta muốn... Được rồi lão già. Yêu đao của Lâm Hiểu Phong đột nhiên đặt ở bên cổ của Cưu Cửu Tường. Vì sao ta thả chạy thổ phỉ? Bởi vì tính cách của lão già ngươi làm ta rất khó chịu. Đám thổ phỉ này lại đây, đem ngươi dọa thành như vậy, hả giận cho ta, cho nên ta thả chạy hắn, có vấn đề gì sao? Lâm Hiểu Phong thanh âm lạnh băng nói. Dọc theo đường đi, ta là cho Viêm Diệt mặt mũi, vẫn luôn lười phản ứng với ngươi. Liền tính ta giết ngươi, con trai ngươi cũng không làm gì được ta. Không tin ngươi nói thêm một câu nữa thử xem, xem ta có dám giết ngươi hay không. Viên Diệt muốn khuyên bảo, nhưng lại có thể cảm giác được Lâm Hiểu Phong là thật sự tức giận. Hắn cũng chỉ có thể yên lặng thở dài một hơi. Cưu Cửu Tường lúc này đứng ở tại chỗ, muốn mắng to Lâm Hiểu Phong vài câu, thế nhưng thấy ánh mắt lạnh băng kia của Lâm Hiểu Phong, trái tim hắn run rẩy. Nói không chừng gia hỏa này thật sự dám giết chết chính mình. Lúc này hắn nào còn dám nói nhảm thêm cái gì.
Lâm Hiểu Phong thu hồi yêu đao. Được rồi, thu thập một chút, vào thành đi. Nói xong, Lâm Hiểu Phong xoay người đi ra ngoài. Lâm Hiểu Phong thật sự không quen nhìn lão già này. Tuy có một câu ngạn ngữ nói, chính là phải tôn trọng người lớn tuổi. Chẳng qua gia hỏa này lăn qua lộn lại tìm phiền toái, thật sự là làm người ta chịu không nổi. Cửu lão gia, ngay nghỉ ngơi một hồi đi. Viêm Diệt thấy vậy cũng đi ra khỏi thùng xe. Bên ngoài có một đống lớn sự tình chờ hắn bận rộn xử lý. Sắc mặt của Kiều Cửu Tường cũng là lúc xanh lúc trắng. Vừa rồi bộ dáng kia của mình làm đám nữ quyến trong nhà mình đều thấy ở trong mắt. Việc này có thể nói là mất mặt. Kiều Cửu Tường quay đầu nhìn lại nói, lời nói việc làm hôm nay của ta không được tiết lộ đi ra ngoài. Đám nữ quyến đó đều gật đầu đáp ứng. Mấy ngày kế tiếp lên đường, Kiều Cửu Tường đã trở nên thành thật hơn. Trên cơ bản đều ở tại bên trong thùng xe, cũng không có ra ngoài hô to gọi nhỏ. Việc này làm cho Lâm Hiểu Phong cùng với Viêm Diệt thanh tịnh không ít. Giới của bọn họ đã tới gần Lâm Thủy Thành. Lâm Thủy Thành là tọa lạc ở phía bắc yêu vực, là thành trì lớn nhất ở phía bắc. Lâm Thủy Thành ở phía bắc chính là những ngọn núi tuyết lớn vô biên vô tận. Chung quanh Lâm Thủy Thành, bốn mùa trong năm trên cơ bản đều bị tuyết bao phủ. Bên trong tuyết lớn mênh mang, thương đội chậm rãi đi về phía trước. Lâm Hiểu Phong cũng thay một bộ quần áo bằng nhung, thật sự là rất ấm áp. Còn bao nhiêu lâu sẽ đến Lâm Thủy Thành? Lâm Hiểu Phong ngồi trên lưng ngựa cười hỏi. Sắp tới Lâm Thủy Thành, tâm tình của Lâm Hiểu Phong cũng không tồi. Rốt cuộc đã đi đường lâu như vậy, cuối cùng sắp tới mục tiêu muốn đến. Mặc cho tâm tình của bất kỳ ai có lẽ đều thực không tồi. Hẳn là còn lộ trình nửa ngày nữa sẽ đến. Viên Diệt nhìn về phía trước nói, Lâm huynh đệ, tới Lâm Thủy Thành rồi, ta sẽ đưa người đi uống rượu một trận. Được. Toàn bộ thương đội cũng đều vừa nói vừa cười. Nơi này đã tiến vào phạm vi thế lực của Bạch Thạch, bọn họ cũng không cần lo lắng đến uy hiếp từ Bạch Hổ Vương. Một đám tâm tình đều rất vui sướng. Đột nhiên phía trước xuất hiện một đám kỵ binh. Những kỵ binh này tốc độ rất nhanh, vọt thẳng về phía bọn họ. Phương hướng đội kỵ binh này lại đây là Lâm Thủy Thành. Viêm Diệt vừa thấy liền nói, là người một nhà của chúng ta. Nói xong, Viêm Diệt liền hạ lệnh để cho cả thương đội dừng lại, chờ đợi những kỵ binh đó lại đây. Đội kỵ binh này rất là hoàn mỹ, ước chừng có hơn 1.000 người. Mang đội là một hán tử dáng người cường tráng, thoạt nhìn khoảng 40 tuổi. Hắn để râu, cưỡi ngựa, trực tiếp chạy về phương hướng thương đội. Là Kiều Trung. Viêm Diệt nhỏ giọng ở bên tai của Lâm Hiểu Phong nói, nhìn dáng vẻ này hẳn là tới đón cha hắn. Lâm Hiểu Phong cười nói, ngược lại hắn đến là tự hộ tống cha mình, anh cũng không cần lo lắng đề phòng, lo lắng Kiều Cửu Tường này đột nhiên xảy ra chuyện. Viêm Diệt gật đầu, sau đó cưỡi ngựa ra phía trước nói, Kiều huynh, cha người đã được bình yên đưa tới. Kiều Trung Thuận nhìn rất là dũng cảm, ha ha cười nói, một chuyến này thật sự là phiền toái Viêm huynh đệ, quay đầu lại ta bày yến tiệc cảm tạ ngươi một phen. Không sao. Viêm Diệt quay đầu lại chỉ vào Lâm Hiểu Phong nói, giới thiệu với Kiều huynh một chút, đây là bằng hữu của ta, Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong chắp tay nói, xin chào. Kiều Trung khẽ gật đầu, cũng không nói câu nào. Giới cuộc thực lực của hắn tại đây, đối với hắn mà nói, chỉ có thực lực yêu khí màu xanh lục trở lên mới có giá trị kết giao. Bên trong yêu vực, mỗi một người có yêu khí màu xanh lục, Kiều Cửu Trung đều ẩn ẩn nhớ rõ, lại là chưa từng nghe nói qua có một nhân vật như Lâm Hiểu Phong. Kiều Trung nói, ta đi trước hỏi thăm cha ta, hai vị chờ một chút. Nói xong hắn liền cưỡi ngựa chạy đến phương hướng xe ngựa. Vượng Tài nói, Kiều Trung này thoạt nhìn có chút chướng mắt người. Viên Diệt ở bên cạnh xấu hổ nói, ở bên trong yêu vực thực sự là như vậy, nếu như người ta cho rằng ngươi không có thực lực liền sẽ không kết giao cùng ngươi, rốt cuộc thực lực quá yếu sẽ không có bất luận giá trị gì. Lâm Hiểu Phong gật đầu, đối với thái độ này của Kiều Trùng hắn cũng cảm giác thực bình thường. Đổi mà nói, nếu như là một tiểu yêu thực lực thực yếu, có lẽ Viêm Diệt cũng sẽ không có tâm tư gì đi kết giao. Bên trong thùng xe, Kiều Trùng đi vào, nhìn thấy người nhà của mình đều bình yên vô sự, trong lòng tức khắc nhẹ nhàng thở ra,
hắn nhìn về phía Cưu Cửu Tường. Cha, ngài không có việc gì chứ? Cưu Cửu Tường nhìn thấy con trai mình tới, trong lòng tức khắc cũng cảm thấy yên ổn không ít. Hắn vội vàng bắt lấy tay của Cưu Trùng. Con trai, người không biết bọn họ đã khinh dễ ta như thế nào đâu. Cưu Trùng sửng sốt, ha ha cười nói. Cha, Viêm huynh đệ này con thật sự hiểu biết một ít, sao có thể khinh dễ cha? Tiếp theo Cưu Trùng nói. Hơn nữa không phải con đã nói cho cha rồi sao? Đối với Viêm huynh đệ nhất định phải khách khí một ít. Con mới đến, không muốn đắc tội với người khác. Hiểu cha không bằng con, cha mình có tính cách như thế nào Kiều Trùng vẫn là rất rõ ràng. Đương nhiên thực lực của chính mình tại đây, Kiều Cửu Tường đối với những hạ nhân khoa chân múa tay, hắn đương nhiên sẽ không nói gì. Thế nhưng Viêm Diệt dù sao cũng là thực lực yêu khí màu xanh lục, lại là thủ hạ lâu năm bên cạnh Bạch Thạch. Kiều Cửu Tường vừa nghe trong mắt xoay chuyển. Đương nhiên sẽ không, Viêm Diệt đối với ta khách khí, nhưng tiểu tử bên cạnh hắn kia dọc theo đường đi đối với ta đều cực kỳ không khách khí. Hơn nữa ta hoài nghi hắn còn cấu kết thổ phỉ. Tiếp theo Cưu Cửu Tường thêm mắm thêm muối vào lời nói của mình, biến thành Viêm Diệt nguyên bản muốn hạ trại ở nơi đó. Kết quả Lâm Hiểu Phong lại một hai muốn lên đường suốt đêm, sau đó gặp được thổ phỉ. Viêm Diệt ra sức chiến đấu đánh lui thổ phỉ, hơn nữa bắt được đầu lĩnh thổ phỉ. Cuối cùng Lâm Hiểu Phong lại thả chạy đầu lĩnh thổ phỉ đã bị bắt lấy. Câu chuyện nửa thật nửa giả này nói ra, Cưu Trùng nghe xong sắc mặt cũng là rất khó coi. Hắn nhìn chằm chằm về phía hai mắt của cha mình. Lời này là thật sao? Đương nhiên, ta còn sẽ lừa ngươi sao? Con trai, ngươi hiện giờ vừa lại đây, trời xa đất lạ, vẫn là không nên trêu chọc đến những người này. Để cho cha chịu chút ủy khuất này cũng không có việc gì. Cưu Cửu Tường nói. Cưu Trùng có tiếng là hiếu tử, nghe xong lời này vội vàng an ủi. Cha yên tâm, chuyện này con nhất định sẽ điều tra một chút, quay đầu lại nhất định sẽ nghĩ cách chút giận cho cha. Ấy, người cũng là rất có hiếu. Cưu Cửu Tường khẽ gật đầu. Tiếp theo Cưu Trùng đi ra khỏi thùng xe, vẫn như cũ là mặt đầy tươi cười, giống như không có phát sinh qua chuyện gì. Hắn cưỡi ngựa đi vào bên cạnh Lâm Hiểu Phong cùng với Viêm Diệt. Vị Lâm huynh đệ này tuổi còn trẻ, liền thành bằng hữu của Viêm huynh đệ, cũng là tiền đồ vô hạn. Viêm Diệt nói. Thủ huynh, phía trước Lâm huynh đệ cùng với Kiều lão thái gia có một ít hiểu lầm, nơi này... Vừa rồi ta đi vào, nghe cha ta nói, các người không cần nghĩ nhiều, đó là cha ta keo kiệt. Kiều Trùng xua tay nói. Kế tiếp... Việc hộ tống cha ta liền do ta tự mình phụ trách. Hai vị không có việc gì có thể chạy trước về Lâm Thủy Thành nghỉ ngơi, quay đầu lại ta mở tiệc mời hai vị uống một trận, cũng coi như là thay cha ta bồi tội với hai vị. Không sao. Viêm Diệt gật đầu. Lâm Hiểu Phong lại thật sự dứt khoát nói. Cáo từ. Hai người cũng không cần tiếp tục đi theo bọn họ, chậm rãi chạy tới Lâm Thủy Thành, mà là cưỡi ngựa một đường chạy như bay về phương hướng Lâm Thủy Thành. Khi ở trên đường, Vượng Tài ghé vào trên lưng ngựa nói. Tên Cửu Cửu Tường kia tính tình xấu như vậy, không nghĩ tới sinh ra được con trai lại rất hiểu đạo lý. Viêm Diệt ở một bên thoạt nhìn muốn nói cái gì, Lâm Hiểu Phong lại cười lạnh nói. Giảng đạo lý chỉ sợ đã đem ta ghi hận rồi. Không thể nào. Viêm Diệt nhíu mày nói. Vừa rồi rõ ràng hắn nói... Trước khi hắn tiến vào xe ngựa, đến lời nói đều lười cùng nói với tôi. Sau khi ra tới, lại nói muốn mời tôi uống rượu bồi tội. Hiển nhiên là sau khi tiến vào thùng xe, Cưu Cửu Tường nói gì cho hắn rồi. Lâm Hiểu Phong nói. Hoặc là nói, lấy thực lực của Cưu Trung này, hắn cần thiết đối với một kẻ yếu như tôi nhận lỗi sao? Viêm Diệt sắc mặt trầm xuống nói. Có cần ta tìm cơ hội giải thích với hắn một chút hay không? Không cần, tôi đi Lâm Thủy Thành chào hỏi Bạch Thạch đại nhân một chút, sau đó liền rời khỏi núi tuyết trước tìm kiếm Tuyết Trung Sương. Lâm Hiểu Phong lắc đầu nói. Hắn nhìn thoáng qua băng tiền tuyết địa ở bốn phía. Hỗn loạn trong yêu vực này cùng tôi không có quan hệ, tôi cũng không muốn liên lụy tiến vào bất luận sự tình gì của yêu vực. Sau khi hai người cưỡi ngựa rời đi, kỵ binh của Kiều Trùng tiếp quản thương đội này. Kiều Trùng âm thầm cũng để thân tín đi dò hỏi người của thương đội,
nhìn xem nửa tháng qua đến cùng xảy ra sự tình gì, cùng với phái người rời đi điều tra một chút thân phận của Lâm Hiểu Phong này đến cùng là cái gì, cùng Viêm Diệt có quan hệ gì. Lâm Thủy Thành có diện tích cực lớn, đây là thành trì lớn nhất trong toàn bộ khu vực phía bắc của yêu vực. Tường thành nơi này có chiều cao 8 mét, chiều dài không nhìn thấy điểm cuối, vô cùng hùng dũng. Bên ngoài tường thành cũng kết một tầng băng xương thật dày. Nói thật, Lâm Thủy Thành này thật đúng là khó có thể đánh hạ. Muốn công thành, chỉ là một tầng băng xương trên tường thành này liền làm địch nhân khó có thể leo lên tường thành. Lúc này trên tường thành có rất nhiều yêu binh tuần tra. Viêm Diệt cưỡi ngựa mang theo Lâm Hiểu Phong đi tới phía dưới Lâm Thủy Thành. Cửa thành rất lớn, lúc này cũng có rất nhiều yêu dân ở cửa thành ra ra vào vào. Nhiều người ra vào như vậy sao? Trên mặt của Lâm Hiểu Phong rất là kinh ngạc. Dưới sự dẫn dắt của Viêm Diệt, hai người cưỡi ngựa trực tiếp tiến vào trong thành. Nếu là những người khác tiến vào thành trì cần phải chịu đựng kiểm tra, hơn nữa trừ phi trong thành có tình huống đặc thù sẽ không cho phép cưỡi ngựa. Bất quá nhìn lệnh bài sáng ngời trong tay của Viêm Diệt, những binh lính đó vội vàng tránh ra. Viêm Diệt đưa ra lệnh bài trong tay, những yêu binh đó thật sự dám lên trước ngăn trở sẽ bị ngựa của Viêm Diệt giẫm chết, vậy thì sẽ chết một cách vô nghĩa, sẽ không có người cho bọn họ công đạo. Sau khi tiến vào thành trì, hai người bọn họ cũng không có cưỡi ngựa lao nhanh. Trong Lâm Thủy Thành cưỡi lối tới đi đường rất nhiều, vẻ phồn hoa làm cho Lâm Hiểu Phong cảm giác vô cùng sửng sốt. Không nghĩ tới một nơi lạnh lẽo thế này vậy mà có thể phồn hoa như vậy. Lâm Hiểu Phong cưỡi ở trên lưng ngựa cùng với Viêm Diệt sóng vai đi đến phương hướng phủ thành chủ. Viêm Diệt nói: Lâm huynh đệ cũng không nên xem thường những núi tuyết tại phía bắc này. Trong núi tuyết khắp nơi đều là bảo bối, đủ loại bảo vật hấp dẫn tiểu thương các nơi của yêu vực tiến đến. Lâm Hiểu Phong tò mò hỏi: Hiện giờ các anh chỉ có 3 tòa thành trì, vì sao Bạch Hổ Vương không trực tiếp chặn lại những thương đội đó, không cho bọn họ tiến vào Lâm Thủy Thành? Ở nơi lạnh lẽo thế này, nếu không có lương thảo từ bên ngoài cung ứng tới, chỉ sợ không dùng được bao lâu, quân sĩ các anh liền sẽ bị đói chết. Viêm Diệt lắc đầu: Không có khả năng, bên trong yêu vực chúng tôi có quy củ nhất định, mặc dù là thời gian chiến tranh cũng không thể ngăn trở thương đội, không thể thương tổn người của thương đội. Bởi vì bên trong 28 thành trì tại yêu vực, tỉ như Hắc Thiết Thành là chủ yếu cung ứng quặng sắt, Lâm Thủy Thành chúng tôi là cung ứng các loại dược liệu. Lâm Hiểu Phong gật đầu nói: Tôi hiểu rồi, 28 tòa thành trì này đã hình thành một chuỗi sinh học đúng không? Chỉ cần phong tỏa một thành trì, việc vận hành các thành trì khác cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Điểm này thật sự là rất nhân văn. Lâm Hiểu Phong cưỡi ngựa đi theo phía sau Viêm Diệt tham quan Lâm Thủy Thành này. Phòng ốc bên trong đã ngưng kết không ít băng tuyết, trên mặt đất cũng là như thế, mà những yêu dân đó đi giày cũng là dùng cỏ khô buộc lại để tránh cho trơn trượt. Vương Tài vươn đầu cũng là nhìn không được hắt xì một cái: Lạnh quá, giống như là rơi vào một cái động băng vậy. Vương Tài nói xong liền chui vào bên trong quần áo của Lâm Hiểu Phong. Đi tới phủ thành chủ bái kiến Bạch Thạch đại nhân, sau đó liền rời đi. Phủ thành chủ của Lâm Thủy Thành thoạt nhìn như một cung điện được chạm khắc từ băng, mỹ lệ đến cực điểm, thoạt nhìn giống như là lâu đài trong truyện cổ tích. Lâm Hiểu Phong cùng với Viêm Diệt cưỡi ngựa tiến vào thành trì. Binh lính thủ vệ thành trì hiển nhiên nhận biết Viêm Diệt, cũng không có ý tứ muốn ngăn trở hắn. Hai người cưỡi ngựa sau khi đi vào liền xuống ngựa. Lâm Hiểu Phong ở Vượng Tài nhìn thoáng qua, bên trong thành trì này thủ vệ nghiêm ngặt, binh lính tuần tra rất nhiều. Ngẫm lại cũng đúng, nơi này là đại bản doanh cuối cùng của mấy người Bạch Thạch. Viêm Diệt theo thói quen mang theo Lâm Hiểu Phong đi đến bên trong. Kỳ quái chính là thành trì nơi này rõ ràng là chạm khắc từ băng đúc thành, thế nhưng ở bên trong này lại không có một chút cảm giác được rét lạnh, ngược lại cảm giác thật ấm áp. Viêm Diệt đưa Lâm Hiểu Phong đi vào trong thư phòng. Trong thư phòng, Bạch Thạch đang ngồi ở bên trong. Bạch Thạch ăn mặc một thân nho bào màu xanh lá, thoạt nhìn thật sự nho nhã. Chỉ là tóc ở hai bên thái dương đã bạc trắng không ít, trên mặt cũng hiện lên vẻ mệt mỏi so với lúc trước khi Lâm Hiểu Phong gặp mặt hắn. Bạch Thạch đại nhân. Lâm Hiểu Phong chắp tay cung kính đối với Bạch Thạch nói: Mặc kệ như thế nào, lúc trước khi tới yêu vực tìm kiếm hoa sen bảy màu, Bạch Thạch cũng đã giúp đỡ chính mình. Bạch Thạch quay đầu lại nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong,
trên mặt lộ ra tươi cười nhàn nhạt. Lâm Hiểu Phong, đã lâu không gặp, mời ngồi. Lâm Hiểu Phong gật đầu, sau đó ngồi xuống trên một chiếc ghế. Bạch Thạch nhìn về phía của Viêm Diệt. Một chuyến này còn thuận lợi chứ? Viêm Diệt trực tiếp đem đại khái tình huống một chuyến này nói ra, đương nhiên cũng bao gồm cả việc làm như thế nào gặp được Lâm Hiểu Phong. Sau khi nghe xong, Bạch Thạch không khỏi liếc mắt nhìn Lâm Hiểu Phong một cái, nhẹ nhàng liền giết chết bà Đức Dương. Mặc kệ nói như thế nào, bà Đức Dương đều là yêu quái có yêu khí màu xanh lục, thực lực ở trong yêu vực cũng là cường giả hạng nhất. Ở trong tay của Lâm Hiểu Phong lại là không có bất luận lực đánh trả gì. Bạch Thạch nhịn không được cảm khái. Dương gian thật đúng là rất nhiều người tài, không giống như yêu vực chúng ta, nghìn năm qua cũng chỉ có mấy người cũ thế này. Lâm Hiểu Phong cũng không có quanh co lòng vòng nói những chuyện đó, mà là nói thẳng. Bạch Thạch đại nhân khách khí rồi, lúc này tôi tới đây là muốn tìm kiếm Yên Chi Hồng cùng với Tuyết Trung Sương. Bạch Thạch vừa nghe khẽ gật đầu nói. Phía trước Viêm Diệt đã đưa tin lại đây nói qua, chẳng qua ta tò mò là người đang êm đẹp tìm hai dạng độc vật này làm chi? Lâm Hiểu Phong nói. Thân thể tôi đã trúng kịch độc, chỉ có tìm được ba dạng độc vật này mới có thể dùng độc trị độc thử một lần. Là dạng độc gì mà yêu cầu Tuyết Trung Sương, Yên Chi Hồng tới lấy độc trị độc? Bạch Thạch nói, đi vào bên cạnh Lâm Hiểu Phong, tải đáp ở trên cổ tay của hắn. Tiếp theo sắc mặt của hắn khẽ biến. Khó trách người trúng độc này hiện tại vẫn có thể tồn tại, đây cũng là kỳ tích không nhỏ. Lâm Hiểu Phong cười một chút, cũng không có giải thích quá nhiều. Bạch Thạch đại nhân, không biết ngài có biết tung tích của Yên Chi Hồng cùng với Tuyết Trung Sương hay không? Nếu biết, còn xin chỉ giúp, quay đầu lại tôi nhất định sẽ cảm tạ. Nếu người đều đã tới nơi này, nói vậy cũng biết Tuyết Trùng Sương liền ở tại bên trong núi tuyết mênh mang kia. Bạch Thạch dừng một chút nói. Tuyết Trùng Sương cùng với Yên Chi Hồng, ta vừa vặn đều biết được tung tích, nhưng chính là không biết người sẽ cảm tạ ta như thế nào. Ngài đều biết tung tích sao? Trên mặt của Lâm Hiểu Phong lộ ra thần sắc vui sướng. Viên Diệt ở bên cạnh nói. Bạch Thạch đại nhân thọ mệnh đã 700-800 năm, biết được tung tích của hai dạng động vật này cũng không có gì kỳ quái. 700-800 năm đều ở tại bên trong yêu vực. Nói thật, yêu vực này có lẽ ít có thể có đồ vật gì mà Bạch Thạch không biết. Lâm Hiểu Phong sờ sờ cái mũi của mình. Bạch Thạch đại nhân muốn tôi làm cái gì? Quay đầu lại để cho Viêm Diệt mang người đến bên trong núi tuyết, ta sẽ đem địa chỉ cho người. Bạch Thạch giải thích. Đều không phải là không muốn nói cho người, mà là trong núi tuyết, mặc dù nói cho người ở nơi nào, chỉ sợ người cũng không tìm thấy. Lâm Hiểu Phong gật gật đầu. Bạch Thạch nói. Chờ người lấy được Tuyết Trung Sương, ta lại nói cho người vị trí của Yên Chi Hồng. Đến lúc đó, khi người đi tìm Yên Chi Hồng, lại thuận tiện giúp ta làm một việc là được rồi. Lâm Hiểu Phong nghe thế, cảm tạ nói. Đa tạ Bạch Thạch đại nhân. Bạch Thạch hỏi. Người chuẩn bị khi nào xuất phát đi đến núi tuyết? Đương nhiên là càng sớm càng tốt. Lâm Hiểu Phong nói. Bạch Thạch gật đầu nói. Các người cũng đi đường nửa tháng rồi, nghỉ ngơi 2 ngày rồi lại vào núi đi. Lâm Hiểu Phong tuy rằng nóng vội muốn lấy được Tuyết Trùng Sương, nhưng Bạch Thạch đã nói như thế, hắn lại cũng không thể nói cái gì nữa, mà là gật đầu đáp ứng. Bạch Thạch đối với Lâm Hiểu Phong cực kỳ khách khí. Thấy Lâm Hiểu Phong đáp ứng rồi, trên mặt cũng là lộ ra tràn đầy tươi cười. Bất quá hắn còn có chuyện bận rộn, liền nói với Viêm Diệt. Tiểu Viêm, người trước tiên mang Lâm Hiểu Phong đi nghỉ ngơi cho tốt, tạm thời để cho hắn ở tại chỗ người đi. Vâng. Viêm Diệt gật đầu, mang theo Lâm Hiểu Phong rời khỏi căn phòng này. Phủ thành chủ của Lâm Thủy Thành dù sao cũng là địa điểm quan trọng đối với thế lực của Bạch Thạch. Để cho Lâm Hiểu Phong ở tại trong phủ thành chủ cư trú thật sự cũng không phải thực thích hợp. Cũng may khoảng cách từ nơi mà Viêm Diệt cư trú đến phủ thành chủ cũng hoàn toàn không xa. Nhìn hai người rời đi, Bạch Thạch lại khẽ thở dài một cái. Bạch Hồ Vương chỉ sợ đã sắp nhịn không được, muốn ra tay rồi.
giờ đưa tới một cao thủ như thế, lại không có chút ý tứ nào muốn quấn vào phân tranh của yêu vực, thật là đáng tiếc. Thế lực bên này của hắn mấy năm nay bị Bạch Hổ Vương áp chế càng thêm lợi hại. Bạch Thạch đương nhiên muốn tìm kiếm một ít cao thủ tới chống lại Bạch Hổ Vương. Chẳng qua tình thế hiện tại bên trong yêu vực đều nghiêng về phía của Bạch Hổ Vương. Cao thủ bên trong yêu vực hoặc là sẽ trực tiếp gia nhập bên phía của Bạch Hổ Vương, hoặc là sẽ trực tiếp đứng về phía trung lập. Ở trong mắt của những yêu quái đó, thế lực Bạch Thạch hắn sớm hay muộn sẽ bị Bạch Hổ Vương tiêu diệt. Đến gia nhập về phía hắn cùng chịu chết không có gì khác nhau. Ây, Bạch Thạch hơi hơi thở dài một tiếng, lại là không có nói cái gì nữa. Nơi mà Viêm Diệt cư trú là một tòa nhà cực lớn. Bên trong tòa nhà này có ước chừng hơn 50 hạ nhân. Sau khi Lâm Hiểu Phong, Âu Vượng Tài đi vào trong nhà, Viêm Diệt an bài cho hắn một gian phòng cực lớn. Lâm huynh đệ, hai ngày này ngươi hãy ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Hai ngày này dù sao ta cũng không có việc gì. Nếu như ngươi muốn ra ngoài, nhớ nói rõ với ta, ta sẽ dẫn đường cho ngươi. Lâm Hiểu Phong nghe Viêm Diệt nói xong, cười nói: Anh là sợ Kiều Trùng tìm tôi gây phiền toái sao? Thái độ phía trước của Kiều Trùng đích xác có chút quá mức khác thường. Viêm Diệt gật đầu: Cẩn thận là không sai. Bất quá ta không phải lo lắng Lâm huynh đệ người sẽ gặp nguy hiểm, mà là lo lắng cho Kiều Trùng. Nói giỡn sao? Phía trước Lâm Hiểu Phong bày ra thực lực chính là nháy mắt trực tiếp hạ gục Ba Đức Sương. Và nhất Kiều Trùng tìm tới Lâm Hiểu Phong gây phiền toái, chỉ sợ nguy hiểm chính là Kiều Trùng đi. Kiều Trùng dù sao cũng là siêu cấp cao thủ mà bên phía Bạch Thạch thật vất vả mới mời chào tới, không muốn bởi vì việc như vậy khiến cho hắn xảy ra chuyện. Lâm Hiểu Phong nhìn Viêm Diệt mở miệng nói: Yên tâm, tôi cũng không muốn chính mình tìm thêm phiền toái. Lâm Hiểu Phong cũng không có tâm tình ra ngoài, mà là ở tại bên trong nhà của Viêm Diệt nghỉ ngơi. Vào buổi tối, tại Lâm Thủy Thành, bên trong một phủ đệ to lớn khác, Kiều Trùng đã đem cả gia đình mình đón vào trong phủ đệ. Kiều Trùng để cho hạ nhân an bài phòng ốc cho người nhà của mình cư trú. Sau khi hắn đem người nhà thu xếp xong, Kiều Trùng đi tới thư phòng, nơi này đang có một yêu quái giống như quản gia, cung cung kính kính đứng ở trong thư phòng. Sau khi Kiều Trùng tiến vào, nhìn về phía hắn hỏi: Ta bảo ngươi điều tra tên Lâm Hiểu Phong kia, có tin tức gì không? Yêu quái giống như quản gia kia nghe thấy vậy, khẽ gật đầu: Đại nhân, căn cứ tin tức, tôi đã điều tra được một ít manh mối. Lâm Hiểu Phong này cũng không phải là người trong yêu vực chúng ta, mà là một nhân loại. Ở thời điểm nhiều năm trước, đã từng tiến vào yêu vực tìm kiếm hoa sen bảy màu, cho nên quen biết Viêm Diệt. Kiều Trùng ở một bên khẽ gật đầu, tiếp theo hỏi: Người này thực lực như thế nào? Hiện giờ lại không rõ ràng lắm. Bất quá lúc ấy khi hắn xuất hiện ở trong yêu vực, thực lực còn không bằng Viêm Diệt. Sau khi nghe thế, trên mặt Kiều Trùng rốt cục lộ ra tươi cười: Mấy năm trước còn không bằng Viêm Diệt, nói vậy mấy năm nay lại đây, thực lực hắn tăng trưởng cũng cực kỳ hữu hạn mới đúng. Quản gia ở bên cạnh gật đầu: Theo lý mà nói, hẳn là hiện giờ nhiều nhất cũng chỉ tương đương với Viêm Diệt. Đi đưa thiếp mời cho ta, mời hắn tới ăn cơm, tận lực đừng để cho Viêm Diệt đi theo lại đây. Kiều Trùng dừng một chút nói: Mặt khác, đừng để Bạch Thạch đại nhân biết chuyện này, miễn cho Bạch Thạch đại nhân ở giữa gây khó dễ. Quản gia nhắc nhở nói: Kiều đại nhân, chuyện này vẫn là cẩn thận một ít sẽ tốt. Rốt cuộc Lâm Hiểu Phong này thoạt nhìn quan hệ cùng với Bạch Thạch đại nhân cũng là không tồi. Như thế không sao. Kiều Trùng vẫy vẫy tay: Thực lực của ta cùng với hắn bày ra tại nơi này, liền tính là Bạch Thạch đại nhân hẳn là cũng có thể phân rõ ai quan trọng hơn. Đi làm đi. Lúc này sắc trời tại yêu vực đã dần dần tối xuống. Lâm Hiểu Phong nằm ở trên một cái giường, nhìn xem một quyển sách. Quyển sách này là thư tịch bên trong yêu vực, đại khái giới thiệu phong tục tập quán ở các nơi trong yêu vực. Hắn cũng là nhàn rỗi nhàm chán, không có việc gì nhìn xem. Vượng Tài lại là ở bên trong chăn ngủ. Trời lạnh như vậy, vẫn là ở bên trong chăn ấm đệm êm, ngủ một giấc sẽ thoải mái. Khi nào thì ăn tối vậy? Một cái đầu của Vượng Tài từ trong chăn chui ra, nhìn nhìn chung quanh nói:
Viêm Diệt cũng không cho người thông báo chúng ta sao? Lâm Hiểu Phong cười nói, còn có thể để cho người bị chết đói sao? Chờ đi là được. Nói xong, Lâm Hiểu Phong lại lật một trang sách, tiếp tục nhìn xem lịch sử, phong tục tập quán của yêu vực này, nhìn xem thật ra rất thú vị, dùng để giết thời gian cũng coi như không tồi. Đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, tiếp theo Viêm Diệt từ ngoài cửa đi đến, mở cửa, còn có không ít tuyết bay cùng với gió lạnh tiến vào, làm cho người ta cảm giác được một cỗ lạnh lẽo. Lâm Hiểu Phong nhìn lại cười nói, vừa rồi còn đang nhắc tới anh, đi ăn cơm sao? Viêm Diệt bất đắc dĩ cười khổ một chút, có người muốn mời người ăn cơm. Mời tôi ăn cơm? Lâm Hiểu Phong lại là có chút kỳ quái, hắn ở tại Lâm Thủy Thành cũng không có bằng hữu gì, chẳng lẽ là Bạch Thạch? Nhưng không đúng, nếu Bạch Thạch muốn mời chính mình ăn cơm, lúc ấy ở phủ thành chủ hẳn là liền sẽ trực tiếp để cho mình ở lại ăn bữa tối rồi mới rời đi mới đúng. Lâm Hiểu Phong sờ sờ cái mũi, là Kiều Trùng sao? Trên mặt Viêm Diệt lộ ra vẻ kinh ngạc, liền nói, quản gia trong phủ đệ của hắn cầm thiệp mời, tự mình tới cửa mời ngươi đi qua. Viêm Diệt nói, nguyên bản ta muốn từ chối cho ngươi, nhưng quản gia kia lại sống chết không chịu, còn trực tiếp nói rõ chỉ mời mình ngươi, không phải ta, ta cũng không có tư cách gì giúp ngươi thoái thác, cho nên ta nghĩ tới hỏi ý tứ ngươi một chút, chỉ cần ngươi gật đầu, ta liền giúp ngươi từ chối. Lâm Hiểu Phong nhìn quyển sách trên tay, liền nói, trực tiếp giúp tôi từ chối. Lâm Hiểu Phong còn chưa nói xong, ngoài cửa lên có một người ăn mặc giống như quản gia, ước chừng 50 tuổi, đi vào nói, ngài chính là Lâm tiên sinh sao? Lão thái gia nhà tôi dọc theo đường đi được ngài chiếu cố, cựu đại nhân nhà tôi trước này có ân tất báo, cho nên cố ý để cho tôi tới mời ngài đi qua ăn cơm, nếu ngài không chịu đi, sợ rằng tôi sẽ bị cựu đại nhân trách phạt. Quản gia này nói xong, vẻ mặt thành khẩn nhìn Lâm Hiểu Phong. Nếu người ngoài không biết, nói không chừng sẽ thật sự cho rằng là người ta nhiệt tình mời Lâm Hiểu Phong ăn cơm. Lâm Hiểu Phong cười nói, là người chịu trách phạt mà không phải là ta chịu, ta đi qua làm cái gì? Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.